Tuyến đường liên thôn Ngô Xá, Thanh Lê và Đạo Trung, xã Triệu Trung có chiều dài hơn 2,7 km, trong đó 1,6 km đã được xây dựng cách đây hơn 10 năm, còn hơn 1 km đã hơn 10 năm nay chưa được đầu tư xây dựng do thiếu vốn. Là tuyến đường độc đạo, vừa đi lại sản xuất, buôn bán của hơn 700 hộ dân trong vùng, đặc biệt là việc đi lại, học hành của con em tại điểm trường tiểu học Đạo Trung. Năm 2023, bằng nguồn vốn kết dư của tỉnh và vốn đối ứng của huyện, tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng. Người dân trên địa bàn vô cùng phấn khởi, nhất là chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong dịp Tết này, con đường từ thôn Ngô Xá Thanh Lê nối với Đạo Trung thì bản thân tôi cũng giống như mọi người dân làng Ngô Xá Thanh Lê rất là phấn khởi, rất là ủng hộ, đồng tình ủng hộ cao và phấn khởi hung. Tuyến đường này được thiết kế bằng bê tông, xi măng, mặt đường rộng 3m, bề dày 16cm, lề đường mỗi bên 1m. Mặc dù trong điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn, đi qua đồng ruộng, thời tiết mưa lụt kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên, được sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn đã hiến đất, tạo mặt bằng, nỗ lực của đơn vị thi công, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Cái công trình thôn Đạo Trung Thanh Lê này á, thì là một cái công trình với một cái quy mô là rất là nhỏ, nhưng mà đây là một cái mong mỏi lớn của cái thôn Thanh Lê, Đạo Trung. Đây là một cái tuyến đường rất là huyết mạch, rất là cần thiết. Thì khi nhận được cái hợp đồng thi công công trình này ấy, thì nó gặp phải cái thời tiết là mưa gió rất là mà cái nền đường thì nằm trên ruộng nên tuyến là cái cực kỳ khó khăn. Đơn vị chúng tôi đã huy động tổng lực máy móc thiết bị lũ nền và ra bê và đổ bê tông và đảm bảo giải ngân cái vốn của cái công trình này đúng 31 tháng 12 2023. Việc hỗ trợ địa phương hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, nhất là tuyến đường liên thôn Ngô Xá, Thanh Lê và Đạo Trung có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho nhân dân, cũng như đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn trên địa bàn khi có thiên tai xảy ra. Đây cũng là điều kiện để xã Triệu Trung hoàn thiện các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao và huyện Triệu Phong hoàn thiện tiêu chí của huyện nông thôn mới năm 2023.